Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 13 đang diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, điều kiện tác nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng đây lại là năm có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay với 427 tác phẩm đăng ký dự thi. Không chỉ ấn tượng về mặt số lượng mà đây còn là các tác phẩm có chất lượng cao, thực sự xuất sắc, thể hiện tâm huyết và năng lực của đội ngũ những người làm truyền hình trong quân đội. Bên cạnh ý nghĩa là sân chơi của những người làm truyền hình quân khu 9, thì những tác phẩm xuất sắc nhất tại Liên Hoan cũng được lựa chọn để tham gia Liên Hoan truyền hình toàn quân lần thứ 13 này. Nhiều tác phẩm khai thác, phản ánh rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân và hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc như An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cần Thơ. Do thường xuyên đẩy cao công tác tuyên truyền và quan tâm đào tạo xây dựng đội ngũ làm truyền hình có trình độ nên chất lượng các tác phẩm dự thi và tuyên truyền trên sóng địa phương và trung ương của quân khu ngày càng được nâng cao. Có nhiều cái mới mẻ, cũng có nhiều cái sáng tạo. Các cái tác phẩm cũng khai thác theo cái hướng phát huy cái tinh thần đoàn kết, mà đặc biệt là đoàn kết trong tôn giáo, trong dân tộc. Phần lớn đội ngũ làm truyền hình toàn quân là kiêm nhiệm, nhưng khi được giao nhiệm vụ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, những phóng viên không chuyên tại cơ sở đều tác nghiệp kịp thời, nhanh chóng. Do cái tình hình dịch bệnh thì chúng tôi không thể mà lúc nào cũng cầm cái máy quay chuyên dụng để mà tác nghiệp được. Bởi vì chúng tôi sử dụng tất cả mọi thiết bị hiện có như điện thoại thông minh, có khi thì máy chụp hình và sẵn sàng mọi lúc để mà khi mà có những cảnh quay cần thiết thì có thể nhanh chóng tác nghiệp được. Bộ đội biên phòng là một trong những đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi liên hoan truyền hình toàn quân lớn nhất. Nhiều câu chuyện trong các tác phẩm dự thi có thể giống nhau về chủ đề, nhưng với góc nhìn, cách thể hiện khác nhau. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép, tạo thành một bức tranh sinh động để người xem hiểu đầy đủ hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng trên chốt kiểm dịch trong cuộc đấu tranh phòng chống ma túy và tình quân dân nơi biên giới. Đây là một trong những liên hoan hết sức đặc biệt mà chúng tôi qua cả cuộc liên hoan cũng đã có điều kiện để tiếp xúc qua những cái tác phẩm để học hỏi đồng chí đồng đội để làm tốt hơn công tác tuyên truyền. Cơ quan cũng đưa các cái thông tin hoạt động của cán bộ chiến sĩ trên các cái sóng của trung ương và địa phương. Luyện quân trong mùa dịch và biệt đội thiện xạ là hai tác phẩm dự thi của quân đoàn 1 thể hiện đậm nét kết quả của quá trình huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác quản lý, huấn luyện của bộ đội và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đơn vị. Ngay sau khi chúng tôi có được ý tưởng về chủ đề làm phim, thì thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị trong toàn quân đoàn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tổ làm phim. Chính vì vậy, khi chúng tôi tới các đơn vị ghi hình thì đều nhận được sự ủng hộ của các cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Sau khi tác phẩm được hoàn thành và tham gia thi thì chúng tôi rất mong muốn tác phẩm của mình sẽ được phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Qua đó, có thể các đồng chí ở các đơn vị khác sẽ tham khảo được cái cách làm của đơn vị chúng tôi trong mùa dịch đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ biên phòng. Những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội, sự quả cảm của người lính nơi tuyến đầu chống dịch, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, sự cố hóa chất, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, xúc động mà sung dị, tất cả là sự chất lọc thể hiện tài năng và gửi gắm tâm tình, tâm huyết cùng người làm truyền hình lên mặc áo lính từ thời qua từng quân hình, từng câu chữ, hứa hẹn một kỳ liên hoan truyền hình toàn quân thành công, vượt lên những khó khăn thời dịch bệnh.